Yeah, xin chào tất cả các bạn, tôi là Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với Elden Ring. Ở trong video trước thì như các bạn cũng nhớ, chúng ta kiếm được một mớ tiền và sau đấy thì mình cũng đã dùng số tiền đấy để nâng cấp nhân vật của mình lên để có được 24 điểm Intelligence và 24 điểm Faith. Và trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn cũng sẽ cùng tiếp tục phần còn lại trong công đoạn lấy được thanh kiếm rất ư là khủng khiếp là The Sword of Night and Flame. Và để làm được việc đấy thì đầu tiên từ cái bonfire này, mình vẫn chưa quen gọi này là Graze. Từ cái bonfire này thì chúng ta cũng sẽ cùng đi về phía gần như là bắc như thế này. Thật ra nếu mà các bạn mở bản đồ từ chỗ này thì các bạn cũng sẽ thấy được sắp tới sẽ có một cột bản. Oh my god, thằng này định ám hại mình. Sắp tới sẽ có một cột bản đồ và việc đầu tiên chúng ta cần làm sẽ là đi đến đây để lấy cái mảnh bản đồ này. Nhưng mà như các bạn thấy thì vẫn sẽ có hai ba đứa đang canh, nên việc các bạn muốn làm là dụ tụi nó ra và sau đó chạy thục mạng đến đây làm cái này. Oh my god, hụt dâu dâu, cái lúc đó mình không đủ gần. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi giờ vô nó hụt nó giỡn hả nó. Oh my god. Oh, khởi đầu video quá tên ơi. Vậy chắc là ổn. Rồi rồi rồi. Từ cái chỗ cột bản đồ này các bạn sẽ muốn đi về phía gần như là bắc cơ. Gần như là phía bắc như thế này. Và xíu một hồi thì các bạn sẽ đến được cái bonfire tiếp theo. Gần như là bắc, gần như là bắc. Rồi, như đây thì các bạn sẽ đến được cái bonfire tiếp theo. Nếu như vậy thì xét ra cũng không phải là bắc lắm ho. Hơi hơi bắc thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã đứng từ chỗ cái cột bản đồ thì không chừng là gần như là hướng bắc thật. Đúng ta, có vẻ là như thế, có vẻ là như thế. Nếu mà bây giờ la bàn là như này thì giờ chắc là hơi lệch qua bên phía tây một tí. Hướng 11 giờ tạm gọi là như vậy. Rồi, dù sao thì ở đây sẽ có thêm một cuốn sách nữa mà các bạn có thể lấy. Và tiếp theo từ cái chỗ cái bonfire thứ hai mà chúng ta kiếm được trong khu vực này, các bạn sẽ muốn đi về lại là gần như hướng bắc tiếp, hơi lệch qua bên trái một tí để gặp được một cái bonfire khác ở một cái lều, một cái chòi thì đúng hơn. Điên hồi, nếu mà các bạn gặp một cái không biết tiếng Việt cái đó gọi gì, cái sapo là gì nhỉ? Đây là cái chỗ mà mình đang muốn đề cập tới. Khi mà các bạn đến được đây và nghe được tiếng một NPC nào đấy thì các bạn biết là các bạn đang đi đúng hướng rồi, tạm thời bỏ qua NPC này và cứ tiếp tục đi về phía này. Nghĩa là gần như là Tây Bắc cơ, nhưng mà lại hơi nghiêng tí về phía Bắc. Rồi. Đến được đây thì các bạn có thể thấy được, không phải có thể thấy được mà có thể hơi yên tâm là chúng ta đang đi đúng đường. Các bạn cứ tiếp tục đi về hướng này. Dần 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 thì các bạn sẽ gặp được cái chòi hơi sập sệ như vậy. Hãy và đây là chỗ mà chúng ta sẽ có được cái bonfire tiếp theo. Kích hoạt luôn. Và tiện đây chắc là mình sẽ ngồi luôn, bởi vì nhà tại sao không. Right, sau khi hồi máu xong thì các bạn có thể tiếp tục. Bây giờ thì ở đây có một cột bản đồ nữa. Và chúng ta sẽ muốn đến cột bản đồ này để làm mốc trước khi xác định xem là mình sẽ đi đâu tiếp theo, vì thấy được mình sẽ đi đâu tiếp theo sẽ tiện hơn. Như vậy là sẽ đi về hướng gần như là đông bắc rồi, nhưng mà hơi lệch về phía bắc một tí, hướng 1 giờ từ chỗ của cái chòi kia. Và xung quanh đây sẽ có một số con quái vật tôm khổng lồ rất khủng khiếp. Oh my god. Nhưng mà tạm thời thì nếu mà các bạn đi như thế này, đi như thế này chắc sẽ không cần quá lo, bởi vì chúng ta sẽ không đụng mặt trực tiếp tụi này. Ở đây thì may mắn là mình cũng có thể kiếm được thêm một cái bonfire nữa. Và bên đây là mảnh bản đồ mà mình đang tìm. Và thứ nhất bỏ đi cái marker này, bởi vì rất là phiền, mình không ưa. Rồi bây giờ thì việc tiếp theo là theo như mình nhớ là chúng ta sẽ cố gắng lấy một cái golden seed ở trong khu vực này. Và để làm được việc đấy thì mình sẽ đi về phía tây bắc. Hình như là như thế. Đi qua cái mái nhà này. Và khi mà đến đây thì các bạn nhìn qua phía bên trái
thì cái cây kia sẽ ở ngay trước mặt mình luôn. Yeah, hình như là đúng nè. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Và sau khi lấy được cái Golden Seed này xong thì các bạn sẽ quay 90 độ về bên phải và tiếp tục đi về hướng này. Và đi một hồi thì các bạn sẽ kiếm được thêm một cái nhà nguyện nữa. Hình như có cái đấy gọi là như thế nhỉ? Nhà nguyện, và khi mà các bạn vào nhà nguyện đấy thì chúng ta cũng có thể có được chúng ta cũng có thể gặp được một cái cổng dịch chuyển. Phải cái đó không ta? Dầu hình như là cái này, hình như là cái này. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Nếu mà đây là cánh cổng dịch chuyển thì chúng ta sẽ đi đến thẳng chỗ cái bonfire tiếp theo luôn. Đúng là như thế. Oh my god, anh đã xỉn mất rồi. Thật là khủng khiếp. Và đây có cả cái bản đồ luôn. Oh my god. Và ở ngay bên phải thì sẽ là cái bonfire như thế này. Đây. Đến đây thì gần như thanh kiếm cũng đã gần lắm rồi, các bạn cố lên, cố lên, cố lên. Rồi mục tiêu của chúng ta sẽ là đi về hướng kia. Chắc là như thế. Tạm gọi là như thế. Thật ra đúng rồi, đi về hướng này thôi. Và các bạn sẽ muốn mang theo phía bên phải của khu vực này, vì khi mà các bạn đến gần thì đến đây thì gặp mấy cái tia bị bắn từ trên xuống chưa ta? Mình không biết, nhưng mà trước giờ theo như trí nhớ của mình đến thời điểm này thì các bạn sẽ muốn đứng đi về phía bên phải như thế này. Ủa khoan, mình có đi đúng hướng vậy? No 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 no, mình đi sai hướng rồi. Thật ra đi về phía bắc mới đúng. Yahoo, thật là ngu dốt. Holy shit. Dạ đúng rồi, các bạn sẽ muốn đi về hướng này để vào khu này. Như vậy cứ đi về đây. Cứ mang theo đường này mà đi thôi. Chúng ta sẽ muốn đứng về phía bên phải như thế này. Khi mà gặp cái chỗ tàn tích như thế này thì cứ đi tiếp. Đây là đang đi đúng đường rồi. Ha, để ngu dấu không biết tại sao mình lại nhìn về phía bên kia. Tại vì mình gà hiển nhiên rồi. Đây. Cứ mang theo mấy bên phải như thế này, không cần bận tâm quá nhiều. Đi vào, đi vào, đi vào. Đến đây thì các bạn sẽ gặp một bức tường. Đánh vào bức tường này để phát hiện ra đây là một bức tường ảo ảnh. Và sau đấy thì các bạn sẽ kích hoạt cái bonfire này ngay tắp lự. Và ngồi... Chắc không cần ngồi nghỉ đâu. Đây là một NPC, đây là một ông thợ rèn. Và có thể là tí nữa mình và các bạn sau khi lấy thanh kiếm đấy xong sẽ quay về đây để mua thêm tí nguyên liệu và nâng cấp cái kiếm đấy luôn. Rồi bây giờ đây là chỗ mà chúng ta sẽ gặp những cái tia những đòn tấn công từ trên trời xuống. Và việc các bạn muốn làm là giữ sức cho ngựa và đi về phía bên phải cực kỳ sát như thế này luôn để né mấy đó ra, nhưng mà đợi cẩn thận để không bị rớt xuống phía dưới. Rồi cứ đi về phía bên phải, cứ nép như thế này sẽ không lo, và cứ đi hoài như thế này cho đến khi các bạn đến được tường thành thì chúng ta sẽ cua gắt vào phía bên trái. Oh my god, oh chết. Ok, rồi 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 rồi, đến đây là an toàn rồi. Chúng ta sẽ kích hoạt cái này phòng trường hợp chuyện gì bất trắc xảy ra. Ok, gần lắm rồi, gần lắm rồi. Bây giờ, ở đây thì không gọi ngựa được, cho nên chúng ta sẽ đi tiếp. Khi mà các bạn vào khu vực tối tăm này, chúng ta sẽ đi về phía bên trái, nép phía bên trái chứ hả? Nép về phía bên trái và mang theo bờ tường như này. Ở đây sẽ có một số con quái vật bàn tay và nếu nếu mình đoán đúng thì một đòn tấn công của tụi nó cũng sẽ giết mình luôn. Nên, nên cẩn thận tí. Oh my god. Nhưng mà ngoài đó ra thì các bạn không cần để ý quá nhiều. Mang theo bờ tường bên trái cứ như này. Right. Oh my god. What? Mình giết mình luôn. Holy shit.
Ồ, và cái đó là 30.000, 30.000 tiền của mình luôn. Oh mày. À. Không sao, không sao, không sao. Hên mà không chết ở mấy đoạn trước chắc mình khóc. Nhưng mà này không, ta không quá tệ. Công bằng mà nói thì như thế so với khu vực vừa nãy. Ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng có được chỗ đánh dấu khu vực mà chúng ta sẽ quay trở về để lấy cái lấy mớ tiền của mình, nên cũng tiện. Ở đây có một số món đồ nhưng mà chắc là chúng ta sẽ bỏ qua vậy, không cần bận tâm quá nhiều. Chủ yếu là cố gắng lấy được 30.000 kia, 30.000 tiền mà nãy mình rớt, và sau đấy thì chúng ta sẽ chạy thẳng vào cầu thang ở phía bên trái. Lúc này và chạy luôn. No. Rồi, vô đây là an toàn rồi. Bọn rầm còn. Và khi mà vào được khu vực này rồi, các bạn sẽ đi lên trên đây và sau đấy kiếm được cái bonfire này. Rồi, các bạn sẽ muốn đi ra phía bên ngoài, nhưng mà trước đấy thì bởi vì ở đây sẽ có một món đồ là nguyên liệu để nâng cấp vũ khí, cho nên mình cũng sẽ lấy luôn. Giấy giờ. Rồi. Ấy. Rồi bây giờ thì sao? Khi mà ra được đây rồi thì các bạn sẽ muốn mang theo con đường này, mang thật ra ở đây chỉ có một đường chính mà thôi, mang theo con đường chính như thế này. Và đến đây bỏ qua hai đứa này, rẽ về phía bên trái luôn. Không nhờ, không không không, mình nói sai, nhầm, đi về phía sau chứ phải rẽ về phía bên trái. Và tới cái cột thứ hai như thế này thì mới nhìn về phía bên trái à. Tới đây thì mới nhìn về phía bên trái không ta? Vô vô vô. Ồ, hình như là sai rồi. No no no, sai rồi, sai rồi. Như vậy là hồi nãy về phía bên trái là đúng. Ồ, trời ơi. Tuổi gì mà đòi giết bố mày? Oh my god. Ok, có tới hai lỗi đây. Chứ mình nhớ sai đường. Lúc đầu thì nó nói là đi về phía bên trái, nhưng mà sau đấy thì hay là đi thẳng tao. Cho nên là ok, việc đầu tiên mà chúng ta cần làm là lấy lại cục 30.000 mà mình mới rớt. Và sau đấy thì chúng ta sẽ quay về phía bên trái. Rồi, trước đấy thì lấy cái này đã. Giỡn mặt hả? Giỡn, trời. Oh my god. Rồi. Hồi sức tí, hồi sức tí. Rồi, và khi đến được đây rồi thì các bạn sẽ mang theo con đường này. Nghĩa là nếu mà đi bên kia thì các bạn sẽ rẽ phải tiếp theo. Và nói chung là các bạn cứ nhắm cái bậc thềm ở phía dưới kia kìa. Và vì các bạn muốn làm bây giờ là nhảy lên bậc thềm đấy. Và để làm như thế thì mình sẽ đi từ đây. Yeah, đi từ đây và xong nhảy xuống. Rồi nhảy thêm một lần nữa để xuống được bậc thềm phía dưới. Alright. Và ở đây thì các bạn có thể nhảy xuống luôn. Oh, và đây chính là phần thưởng của chúng ta. Ở trong đây sẽ có một cái rương mà các bạn có thể tương tác để có thể lấy được thanh kiếm The Sword of Night and Flame. Yo. Ở đây mình có thể đi tiếp được không nhỉ? Ồ, mình có thể đi tiếp được luôn. Nhưng mà chắc không cần đâu ha. Bây giờ thì giờ mình không nhớ đoạn sau là gì, bởi vì thông bởi vì hồi trước khi mà mình đến được đây thì mình quay về luôn, cho nên chắc là bây giờ để một phần là để không tiết lộ thêm thông tin gì mà mình không nên biết ở trong thời điểm này, và thứ hai là để tiết kiệm thời gian cho mấy bạn, và thứ ba là để nhanh chóng nâng cấp vũ khí. Thì chúng ta cũng sẽ quay ra ngoài khu vực này, đến được chỗ của Northern Lunar Lake Shore. Đó, chỗ nào không nhỉ? Road to the Manor. Mình không nhớ là chỗ nào, mình đoán là Road to the Manor, cái chỗ mà có nhân vật thợ rèn khổng lồ khi nãy ấy. Right, ok. Rồi bây giờ thì đầu tiên là chúng ta sẽ trang bị cái vũ khí mà mình vừa mới lụm được.
Nếu như vậy thì chắc là như thế này đi ha, mình sẽ để trường phép của mình ở tay trái và cây kiếm ở tay phải như thế này. Hiện tại thì mình cũng không đủ. Mình sẽ cần tới 12 strength để có thể cầm được hai tay, nhưng mà thông thường thì cây này không cần. Cầm được một tay, nhưng mà cái kiếm này thì hình như là không cần, gọi là gì nhỉ, không cần cầm một tay à? Không cần mà cầm một tay. Từ từ, khoan, lòng cộng quá. xin lỗi, bởi vì rốt cuộc Elden Ring thì sẽ cần thêm một nút nữa để chuyển thành bấm hai tay. Rồi, thử ha. Đây là Hyper Beam. Nhầm, đây không phải là Hyper Beam. Đây là, cái đó mình không biết có đoạn nào ở trong Pokemon giống vậy hay không, nhưng mà đây sẽ là Hyper Beam. Oh my god, như vậy ổn rồi, như vậy ổn rồi. Right, như vậy thì việc tiếp theo mà chúng ta sẽ làm ở đây là nâng cấp. Mình sẽ cần vài cái Summer Smithing Stone, và để làm được việc đấy thì mình có thể mua ngay tại đây. Mình không biết là nên mua bao nhiêu cái một cái. Như vậy từ cấp 0 lên cấp 1 sẽ cần một cục, và cấp 1 lên cấp 2 sẽ cần hai cục, và mình không biết, mình sẽ thử mua ba cục trước. Không nhớ thì đúng rồi chứ phải không biết, bởi vì cái này mình đã làm rồi. Right, thử ha. Một. Vậy quá, tại sao nó lại hiện như thế nha? Bây giờ thì cần, như vậy là cần ba cục để có thể lên được cấp 1, và bây giờ thì mình sẽ cần một cục để lên được cấp 2, một cục cấp 2 để lên được cấp 2. Rồi, thử. Sir. Và một cục cấp 3 để lên được cấp 3. Và mình sẽ cần một cục cấp 4 để lên được cấp 4. Một cục ở đây. Và hiện tại thì mình không có, và mình cũng không có cục cấp 5 nào để nâng cấp, và ông này thì cũng không bán cục cấp 5. Hu hu hu. Nhưng mà chắc là cộng 4 được rồi. Right, thật là xịn xò. Oh my god, mình muốn thử sát thương, mình muốn thử sát thương. Bây giờ thì sao ta? Mình đoán đấy là gần như tất cả những gì mà mình có thể làm ở trong giai đoạn đầu, nếu mà mình không muốn lạc đề hoặc là đi làm những chuyện linh tinh khác. Nhưng mà dù sao thì bây giờ có thể xem là chuyến hành trình của mình chính thức bắt đầu. Rồi, và bây giờ khi mà chúng ta đã quay trở về Gatefront Ruins thì mình sẽ cho các bạn thấy cây kiếm này mạnh tới mức nào. Thử ha, bây giờ nếu mà mình xài cái trượng phép cũng giống như là cái phép Greenstone Pebble của mình thì chúng ta sẽ cần hai lượt để có thể hạ gục một thằng lính bình thường như thế này. Nhưng mà nếu mà mình trang bị cây kiếm này theo kiểu cầm hai tay, ổ nấu 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 nhầm nhầm xin lỗi, cầm hai tay như thế này thì các bạn sẽ thấy được sát thương của cây kiếm này đủ cao để có thể hạ gục được mấy thằng lính này bằng một đòn tấn công duy nhất. Ở đây thì các bạn cũng có thể lấy, không phải lấy mà mở cái hòm này ra để thấy một thanh kiếm khác tương đối cơ bản, mình không hứng thú cho nên sẽ bỏ qua. Ngoài ra thì ở trong khu vực này chỉ có một hai món đồ, chứ hai món đồ nhưng mà trong cùng một cái rương mà các bạn nên chú ý mà thôi, là cái Iron Whetstone và một cái Ash of War cơ bản, tạm gọi là như thế. Còn lại thì không cần bận tâm quá nhiều. Như các bạn thấy thì chúng ta có thể dễ dàng được tụi này, dễ dàng hạ gục được tụi này. Dân mặt. Thật ra là nếu gặp tụi mà cầm khiên như thế này thì mình sẽ cần tới hai phát đánh rồi. Không ảnh hưởng, không quan trọng. Không sao. Và nếu mà các bạn hứng thú thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những đòn tấn công khu vực, những đòn AoE. Từ từ xử này cái. Ừ,
Ở bên đây có thêm cái đầu lâu mà mình có thể lượm. Rồi. Và nếu mà các bạn đi về phía này thì sẽ thấy được một cái cầu thang đi xuống phía dưới. Không phải chỗ này, nhầm. Ở bên đây mới đúng. Trước đấy thì mình sẽ thử này. Và nếu mà các bạn để cho con này thổi tù và thì sẽ thu hút sự chú ý của những đứa còn lại. Và mình sẽ muốn như thế, công bằng mà nói thì mình sẽ muốn như thế để mình có thể sử dụng đòn tấn công vùng dưới này. Ok đấy, tụi này sao quá. Thử ha, thử thử lại. Đợi 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 tí. Tụi kia nó không tới rồi. Oh my god, không tới. Ồ, không đủ mana, không đủ mana để chuyển Hyper Beam. Rồi, thử hơn. Mình không biết là Hyper Beam như thế này có xuyên xuyên khiên không nhỉ? Hình như là không xuyên khiên. Khiên của này vẫn sẽ chống được một phần sát thương từ đòn tấn công đặc biệt của mình. Nhưng mà chừng đấy là không đủ. Rồi, như vậy là theo như mình nhớ còn hai đứa mà không. Một ở đây và một đứa đây nữa. Và sau khi dọn dẹp tụi này xong rồi thì các bạn có thể đi về phía trung tâm của khu vực này. Ồ đúng rồi, còn mấy con chó nữa. Không trúng con này rồi, vẫn mặt. Oh my god. Rồi, ok. Có gì cần chú ý nữa không nhỉ? Trước đấy thì các bạn thấy mấy con bướm ở trước mặt mình mà không? Các bạn có thể bấm nút Y dài khi mà tới gần để có thể lượm tụi này. Và theo như mình nhớ thì mấy con bướm này cũng là nguyên liệu hiếm, cho nên nếu mà được thì các bạn nên tranh thủ tích trữ dần ngay từ thời điểm này luôn. Và ngoài ra thì không còn gì khác. Như vậy thì ở trong chỗ này các bạn chỉ cần thu gom hai món đồ khác nữa mà thôi, hai món đồ duy nhất còn lại mà thôi. Là ở dưới đây các bạn sẽ lấy được một cái Iron Weststone, là món đồ cho phép các bạn trang bị mấy cái Ash of War, và cùng với đấy là một cái Ash of War cơ bản nữa mà mình sẽ không bận tâm nhiều lắm. Storm Storm. Oops. Weststone này chứ phải Iron Weststone. Oh my god. Xin lỗi, mình sai rồi, mình sai rồi. Có gì nữa không ta? Yeah, mình đoán đấy là tất cả những gì mà mình có thể. Thật ra là ở trong đây còn còn một món đồ nữa. Quên mất, quên mất, quên mất. Ở phần trước, ở phần 2, không phải ở phần 2 mà ở video số 2 thì mình cũng có đề cập sơ về món đồ này. Ở trong đây, ở trong cái rương này là cái flail, cái chùy chùy gai gắn xích rồi tạm gọi như thế. Thì món đồ này cũng sẽ có khả năng gây xuất huyết tương tự như cái Morning Star mà mình có chọn để sử dụng để giết được con rồng Elder Dragon ở trong chỗ kia. Nhưng mà rồi điểm khác biệt giữa Morning Star và Flail là yêu cầu về chỉ số nhân vật. Như các bạn thấy đây là Flail cần tới 10 điểm Strength và 18 điểm Dexterity, còn Morning Star thì sẽ cần 12 điểm Strength và 8 điểm Dexterity. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này cũng đồng nghĩa với việc là nhân vật của mình không thể cầm hai tay món đồ flail và sử dụng hiệu quả. Và nếu mà như thế thì hiệu ứng xuất huyết cũng sẽ không được kích hoạt, khá là phiền. Nên thật ra mình không có lựa chọn khác ngoài trừ việc đi xuống Morning Star, đi xuống lấy cái Morning Star. Thật ra mình có lựa chọn là đánh đánh chay, nhưng mà như thế thì hơi ngu cho nên bỏ qua vậy. Rồi, dù sao thì trước khi tiếp tục, mình và các bạn cũng sẽ ngồi nghỉ cái bonfire này. Nếu mà bạn nào chọn lớp nhân vật Samurai thì các bạn hoàn toàn có thể làm những gì mà mình làm ở trong phần trước để có thể kiếm được 70, không nói đúng hơn là 91.000 điểm điểm tiền. Và bởi vì rốt cuộc thì cây Katana của lớp Samurai cũng sẽ có khả năng gây xuất huyết, như thế cũng tốt. Bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ thì mình và các bạn cũng sẽ kích hoạt một chuỗi nhiệm vụ sau khi tương tác với nhân vật Bock, là NPC đang núp ở trong bụi rậm như thế này. Mình có thể lăn vào bụi rậm như thế này để nó hiện ra và nói chuyện hồi lum lê lum lê lum lê. Cầm với đấy thì mình cũng sẽ có được 10 cây nấm, không 10 phải không nhỉ, 10 cây nấm, yes. Và nói chuyện thêm tí xíu nữa. Right, cùng với đấy thì các bạn có thể nhặt món đồ này. Các bạn nên chú ý món đồ này là
Arterial Leaf. Món đồ này theo như mình nhớ cũng tương đối hiếm, cho nên chắc là không nên bỏ qua đâu. Right, và mình nghĩ là việc cuối cùng mình muốn làm trước khi kết thúc video là đi sang bên đây và giết con Crystal Lizard, hoặc nói đúng hơn là phiên bản tương tự với Crystal Lizard ở trong Elden Ring, là con bỏ hung kia. Như các bạn thấy thì con bỏ hung đấy vẫn đang lăn cục phân, và nếu mà các bạn tiếp cận con bỏ hung từ phía bọ ấy, thì nó sẽ thấy và nó sẽ chạy đi mất. Còn nếu mà các bạn tiếp cận con này từ phía cục phân thì nó sẽ không thấy, và các bạn cũng sẽ dễ dàng hạ gục nó hơn. Và để làm được việc đấy thì đầu tiên các bạn sẽ muốn thu hút sự chú ý của mấy đứa này. Ồ, không kịp rồi. Rồi. Cái này xa quá nhờ, xa hơn mình nghĩ rất là nhiều luôn. Rồi, và bây giờ khi mà các bạn đến gần thì chúng ta có thể sử dụng cái Hyper Beam để kết thúc con này. What? Ủa, nó nhỏ quá, nó thấp quá cho nên không tới được. Như vậy xài kiếm lửa. Yo. Lấy được cái Ash of War Determination. Và mình nghĩ là mình sẽ xử luôn thằng này, bởi vì nhìn ngứa mắt thì ok thử ha. Lại tầm này chắc được rồi, mình sẽ sử dụng kiếm lửa. No, không tới. Xa tí. Xem tí nữa là hụt. Rồi, nice. Nhưng mà sao thì mình nghĩ đấy cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay, sau khi chúng ta đã lấy được The Sword of Night and Flame và nâng cấp, cũng giống như là có được một sự chuẩn bị tương đối kỹ càng, hoặc nói đúng hơn là rất lý tưởng để khởi đầu chính thức chuyến hành trình qua vùng đất của Elden Ring, qua tựa game Elden Ring. Nhưng mà như sao thì đấy cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết phần bình luận ở dưới, mình sẽ nói. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục xong là lại vô luôn. Xin chào.